Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức giải trí nhanh nhất và chính xác nhất có trong 24 giờ qua. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Năm thành viên của Twice, Red Velvet và Blackpink khiến Knet tò mò về chuyện tình cảm nhất ở thời điểm hiện tại, họ đang hẹn hò với ai? Thứ hạng của BTS tại Billboard Hot 100 tuần này, Butter đã không free fall lại còn săn bằng kỷ lục của Dynamite. Stray Kids tái xuất, Knet chỉ trích Hyun Jin dữ dội. Gương mặt tiếp theo của nhóm nhạc nữ mới nhà hai bờ được công bố, vẫn là cái tên từ Produce 48 nhưng chưa phải là Kim Min Joo. Và sau đây là nội dung chi tiết. Năm thành viên của Twice, Red Velvet và Blackpink khiến Knet tò mò về chuyện tình cảm nhất ở thời điểm hiện tại. Làng nhạc K-pop mới đây vừa được chứng kiến sự ra đời của một cặp đôi mới khi Joy của Red Velvet và Crush xác nhận đang hẹn hò. Cũng từ tin tức hẹn hò khá bất ngờ này của Joy, netizen Hàn đã sôi nổi thảo luận về đời sống tình cảm của bộ ba girl group hàng đầu Gen 3, cũng là ba nhóm nhạc đình đám từ Big Three, gồm Twice, Red Velvet và Blackpink. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 6 lần chuyện tình cảm của Twice, Red Velvet và Blackpink được công khai với dư luận, trong đó Twice 3 lần, Blackpink 2 lần và Red Velvet 1 lần. Cụ thể, Jihyo và Kang Daniel xác nhận hẹn hò tháng 8 năm 2019 và chia tay tháng 11 năm 2020. Momo và Hee Chun xác nhận hẹn hò tháng 1 năm 2020, chia tay tháng 7 năm 2021. Chaeyoung và Kim Hwa Sa lộ tin hẹn hò tháng 11 năm 2020. JYP đưa ra phản hồi lấp lửng: "Chúng tôi không có bất cứ lập trường nào về vấn đề này." Jennie Kai xác nhận hẹn hò ngày 1 tháng 1 năm 2019, chia tay ngày 25 tháng 1 năm 2019. Jennie G-Dragon lộ tin đồn hẹn hò tháng 2 năm 2021, YG đưa ra phản hồi lấp lửng: "Chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ." Joy Crush xác nhận hẹn hò tháng 8 năm 2021. Với danh tiếng, chỗ đứng và thâm niên hoạt động của Twice, Red Velvet và Blackpink, hầu hết khán giả cũng như người hâm mộ đều cho rằng các thành viên của ba nhóm nhạc nữ đình đám này hoàn toàn có thể hẹn hò. Chính vì thế, thay vì chê bai hay chỉ trích, đông đảo cư dân mạng giờ đây thậm chí còn tò mò về việc các thành viên còn lại trong Twice, Red Velvet và Blackpink đã hoặc đang hẹn hò với ai. Trong số tất cả những thành viên của ba girl group này, Yeri, Nayeon, Sana, Jisoo và Rose là những người khiến cho netizen Hàn tò mò hơn cả về việc họ đang hẹn hò với ai. Với tình cảm quý mến dành cho những thành viên nói trên, cộng đồng mạng Hàn Quốc hy vọng rằng họ sẽ gặp được những chàng trai tử tế, thậm chí còn tỏ ra ganh tị với người có thể chiếm được trái tim những cô nàng xinh đẹp và tràn đầy sức sống này. Thứ hạng của BTS tại Billboard Hot 100 tuần này, Butter đã không free fall lại còn san bằng kỷ lục của Dynamite. Vào tuần trước, Butter của BTS đã xếp ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Điều này cũng nằm trong dự đoán bởi bài hát đã phát hành gần 3 tháng và đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, sang đến tuần thứ 13, điều nhiều người quan tâm nhất là liệu bài hát này có thể tiếp tục trụ lại top 10 của Hot 100 hay không. Lý do là bởi nếu không free fall và vẫn có thể trụ lại top 10, thì Butter đã chính thức san bằng một kỷ lục quan trọng của Dynamite. Vào ngày 23 tháng 8 theo giờ Mỹ, Billboard đã công bố trước thứ hạng của top 10 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bảng xếp hạng các bài hát phổ biến nhất nước Mỹ ở tất cả các thể loại âm nhạc dựa trên số liệu lượt stream, phát sóng radio và doanh số bán ca khúc. Qua đó thì Butter của BTS chỉ giảm một bậc so với tuần trước và xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Hot 100 tuần này tính đến hết ngày 28 tháng 8. Đây là điều trùng khớp với khá nhiều final prediction liên quan được đăng tải trước đó. Ngôi dẫn đầu của bảng xếp hạng vẫn thuộc về Justin Bieber. Trong tuần tracking này, dữ liệu MRC Data cho biết lượt sale so với tuần trước đã giảm 13%. Tuy nhiên, mặc dù số liệu lượng sale liên tục giảm qua mỗi tuần, Butter vẫn tiếp tục đứng vị trí top 1 bảng xếp hạng Digital Song Sale, đã có 12 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng này. Như vậy, Butter tiếp tục là ca khúc phát hành năm 2021 nắm giữ kỷ lục trụ lại top 1 bảng xếp hạng Digital Song Sale lâu nhất là 12 tuần. Mặt khác, ca khúc Permission to Dance đã giảm 2 hạng và đạt top 1 tại bảng xếp hạng Digital Song Sale tuần này. Ngoài ra, BTS đã tích lũy được 38 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Digital Song Sale. Mặc dù Butter đã cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng đây cũng là điều được dự đoán từ trước. Dù vậy, bài hát vẫn chưa có đối diện với tình trạng free fall khi chỉ giảm 1 hạng so với tuần trước.
Như vậy, trong suốt 13 tuần, ca khúc này vẫn chưa out khỏi top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Như vậy, Butter đã san bằng con số tuần trụ lại top 10 bảng xếp hạng này của Dynamite là 13 tuần. Đây chính là hai ca khúc của nghệ sĩ Hàn Quốc có số tuần trụ lại top 1 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 lâu nhất lịch sử, và kỷ lục này tiếp tục được nắm giữ bởi BTS. Bên cạnh bảng xếp hạng Billboard Hot 100, sau đây là thành tích của Permission to Dance và Butter tại bảng xếp hạng Billboard Global Excel US tuần này, tính đến hết ngày 28 tháng 8. Bảng xếp hạng Billboard Global Excel US, đây là bảng xếp hạng doanh thu và lượt stream của tất cả hơn 200 lãnh thổ và khu vực trên thế giới, sẽ được tính ngoại trừ Mỹ. Trong tuần này, Permission to Dance xếp hạng 8, giảm 2 bậc so với tuần trước. Ngoài ra thì Butter cũng đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng tuần này, giữ nguyên hạng so với tuần trước. Stray Kids tái xuất, K-net chỉ trích Hyun Jin dữ dội. Chiều ngày 23 tháng 8, quán quân của Kingdom là Stray Kids đã chính thức quay trở lại đường đua K-pop với MV Turn Dearest. Vẫn là phong cách u tối, mạnh mẽ quen thuộc, Stray Kids có tạo nên cú đột phá sau loạt ồn ào thời gian vừa qua hay không? Tiếp tục trung thành với thể loại Maramat mãnh liệt hiếm thấy trong K-pop, ca khúc Thunderous mang đậm chất riêng của Stray Kids, lấy bối cảnh cung điện, trò chơi dân gian, mặt nạ sư tử, kết hợp với giai điệu nhạc cụ bằng đồng của Hàn Quốc. MV Thunderous là sự đan xen giữa yếu tố hiện đại và truyền thống đầy thú vị. Cùng với ca khúc này, Stray Kids khẳng định thông điệp, chúng ta không được chùn bước mà hãy đứng lên để thế giới nghe được tiếng hét của mình. Thunderous là ca khúc thuộc album No Easy. Ca khúc này bị chê là khó ngấm trong lần nghe đầu tiên, tuy nhiên không ít netizen dành nhiều lời khen ngợi cho ca khúc, nhất là giai điệu phần điệp khúc vô cùng bắt tai. MV lần này được đầu tư từ hình ảnh đến vũ đạo đều vô cùng mãn nhãn. Trái lại, một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng trong lần trở lại này của Stray Kids. MV có vẻ na ná với God Menu, kiểu mạnh mẽ như này thì giống với các lần trước đó của nhóm, mong được thấy một chất nhạc hoàn toàn khác. Có người còn thẳng thắn cho rằng nhạc của Stray Kids đang bị một màu, vẫn là kiểu bùm bùm từ đầu tới cuối nghe nhức hết cả đầu. Đối với Stay fandom của Stray Kids, lần trở lại này của nhóm đặc biệt thú vị khi mà MV Thunderous có sự sâu chuỗi với các MV trước đó. Trong vũ trụ thuyết âm mưu của Stray Kids có hai màu chủ đạo là xanh và đỏ đại diện, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Fan đặt giả thuyết cho rằng màu xanh đại diện cho Stray Kids, còn màu đỏ đại diện cho quái vật xấu xa. Các MV của nhóm chính là những cuộc chiến để đối đầu với phe phản diện. Đó là những cuộc chiến buộc các chàng trai phải liên tục dịch chuyển đến các không gian, thời gian khác nhau. Ngoài ra còn vô số giả thuyết khác như song trăng, người sói, yêu tinh, v.v. được người hâm mộ bàn luận vô cùng sôi nổi. Bên cạnh các lời nhận xét về các sản phẩm âm nhạc, cộng đồng mạng cũng dồn sự chú ý vào thành viên Hyun Jin, người từng vướng tranh cãi bạo lực học đường. Nam idol tiếp tục bị K-net chỉ trích mặt dày. Nhiều ý kiến bày tỏ bởi Hyun Jin mà khán giả nói chung bị mất thiện cảm với Stray Kids và các thành viên khác. Một số netizen tinh ý phát hiện ra Hyun Jin đã bị giảm đi khá nhiều thời lượng lên hình so với các MV trước đó của cả nhóm. Thành tích trong lần trở lại này của Stray Kids cũng khá trái ngang. Về mặt doanh số, album No Easy bán được hơn 930.000 bản trong đợt pre-order. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy Stray Kids sẽ có album triệu bản đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy doanh số cực khủng, nhưng Thunderous lại không làm tốt trên các bảng xếp hạng nhạc số. Với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của Stray Kids, người hâm mộ đặt kỳ vọng rằng nhóm sẽ vượt qua sóng gió và chiếm được thiện cảm của công chúng bằng tài năng. Gương mặt tiếp theo của nhóm nữ mới nhà hai bờ được công bố vẫn là cái tên từ Produce 48 nhưng chưa phải Kim Minju. Một trong những màn debut đáng mong đợi nhất vào nửa cuối năm nay chính là nhóm nữ mới nhà hai bờ và Shower Music. Trước đó có hai thông tin là hai cựu thành viên Ice One, Sakura và Kim Chaewon sẽ gia nhập nhóm nhạc nữ mới của hai bờ và Shower Music. Vào ngày 24 tháng 8, truyền thông Hàn đăng tin tức cho biết Heo Yun Jin sẽ là gương mặt tiếp theo gia nhập nhóm nhạc nữ mới của hai bờ. Cô nàng này sinh năm 2K1 tại Hàn, sau đó lớn lên tại Mỹ. Cô từng tham gia buổi audition năm 2017 của Bledis tại New York và được tuyển thẳng vào công ty năm 2018. Heo Yun Jin cũng từng tham gia Produce 48 nhưng không thể debut cùng với Ice One và kết thúc cuộc thi ở hạng thứ 26. Như vậy, nhóm nhạc nữ mới nhà hai bờ hiện tại có sự góp mặt của ba thí sinh Produce 48 là Sakura, Kim Chaewon và Heo Yun Jin. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ là cô nàng này vốn đã là thực tập sinh của Bledis nên sẽ chỉ cần chuyển hộ khẩu sang Shower Music. Theo kế hoạch, nhóm nữ mới nhà hai bờ sẽ bao gồm từ 5 đến 6 thành viên. Ba trong số đó được cho là Sakura, Kim Chaewon và Heo Yun Jin, những người còn lại là trainee của Shower Music.
Tuy nhiên, nguồn tin cho biết rằng Ice One vẫn còn một nhân tố bí ẩn nữa có thể gia nhập nhóm nhạc nữ này, đó chính là Kim Min Joo. Tuy nhiên, nữ idol hiện vẫn đang thảo luận thêm vì truyền thông cho biết rằng cô nàng có hứng thú với mảng diễn xuất hơn là làm idol. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại bên dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ Knew 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.